Đấy, hiện tại em đã lắp đặt xong một mẫu tiểu cảnh thác nước phong thủy kích cỡ vừa nhé các em, có thể để ở trong nhà mà chơi đều được cái sản phẩm này các chị ạ. Em kết nối kênh của bên em nhé. Chào tất cả anh chị em nhé. Hiện tại thì em đang lắp cái mẫu tiểu cảnh thác nước phong thủy quốc dân này các chị em này. Để em sẽ quay xa một chút nhé, quay xa một chút để cho tất cả anh chị em xem cái mẫu này. Để chúng ta có thể đặt ở phòng khách nhé. Đặt phòng khách rất là hợp luôn. Quay xa một chút nhé, quay xa một chút để cho tất cả để trước cửa lối ra vào, cũng có thể nói đây là sản phẩm để trước cửa lối ra vào nhé, hoặc là để sản phẩm tiểu cảnh thác nước phong thủy để phòng khách đi nhé các anh chị em, để rất ok. Cái sản phẩm này thì có hai bóng khói, em sẽ quay lại gần cho tất cả anh chị em xem nhé, quay lại gần một chút. Bể này thì bể chứa nước nhé, chúng ta sẽ không cần phải dòng ống nước các thứ, chúng ta chỉ đổ nước vào trong bể này cho em thôi này. Đổ vào đây cho em khoảng 20 lít nước này. Ở trong này có hệ thống máy bơm, nó sẽ bơm nước lên trên này. Bơm nước lên trên này các chị em, bơm nước lên trên này. Đây. Đây. Không có gì cả, không có motor không gì cả anh chị em. Chỉ cần có nước thôi là nó sẽ quay. Bánh xe này. Đấy. Trong này bóng khói này. Trong này bóng khói này. Trên này là bóng khói luôn anh chị em. Trên này quả cầu thủy tinh xoay, rất đẹp luôn. Đấy. Nó có những sản phẩm decor đi kèm là ví dụ hươu các thứ tinh các chị em nhé. Anh chị em nhé, để phòng khách nhé, để phòng khách.